Xin chào cả nhà đến với chương trình DC Cook năm 2024. Cái này cũng là lấy vài đoạn thôi đúng không? Chưa phải là trên video anh cứ ngồi thọt đấy. Nấu ăn nhà đâu có chết dữ vậy ta? Anh nghĩ là nấu ăn nhà enjoy dễ sợ luôn. Khi mà nhìn thấy cái chảo như thế này, em nghĩ rằng là chúng ta vừa có thể nấu ăn vừa có thể tập tạ anh ạ. Thử thách stress hơn làm tổng giám đốc. To là miếng của anh. Dạ. Còn mỏng là mấy đứa cháu. Dạ. Sai nữa rồi đúng không? Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.